thương lòng, các người đừng tin lời. Thân Chúa đến đây ta gieo hò mừng Chúa, vì Ngươi là chính núi đã cho ta nương tựa, dâng lời cảm tạ tình Ngươi nơi trước tiên ngang tấu vang cùng đàn nhịp nhàn hoa cũng chi âm. Quỳ lên ngàn Chúa, đấng yêu thương ta thầm lên ta. Vì Ngươi là Chúa, dẫn đang cho ta tôn thờ. Ta là dân người, người là thiên Chúa yêu thương. Chúa đã lần đạo, chỉ đường dẫn dẫn chúng ta. Các người nghe tình người hôm nay, vì Người đã phán các người không nên cần lòng. Như ở xa mà xa hay nễ vi mang, sống các tổ phụ đã từng gian thất thức ta. Thank you.
Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn ông Phêrô trần mục trong hai lễ hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn và giáo xứ chúng ta, những người mới qua đời, cách đi của ông Phêrô Phan Hàng Thành. Xin Chúa đưa họ về với Chúa, những người đang đau yếu, bệnh tật, những người đang đau khổ và chịu đựng những hình cảnh. Xin Chúa giúp họ can đảm vượt qua thử thách này. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cộng đoàn cầu nguyện em ý chỉ người xin trong sổ chữ cầu nguyện của mọi người trong gia xứ và dâng lên Chúa những nguyện riêng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa nhận lời chỉ yếu kém của chúng ta. Xin giúp cho chúng ta xác định rằng chỉ có Chúa mới thỏa mãn những khát vọng thầm kín trong tâm hồn chúng ta. Để chúng ta biết đến sâu dâng lên cùng với niềm vui.
Lạy Chúa,